Rồi chào mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái mẫu bàn ăn gỗ sồi này của bên Mộc nha. Mẫu bàn ăn gỗ sồi này là mẫu mới và chiều dài của nó là 1m6, ngang là 80 và bộ bao gồm 6 ghế. Và mẫu này là Mộc đang quay thực tế ở nhà khách thôi nha mọi người. Và bộ này nó bao gồm là một cái bàn này, một cái tấm kính và 6 cái ghế. Và chất liệu của bộ này là gỗ sồi 100% nhé, nghĩa là gỗ sồi toàn bộ luôn. Và một bộ như thế này, giá hiện tại Mộc đang bán là 7 triệu một bộ. Giá bao gồm là Mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km. Cái kiểu này ấy, mọi người thấy là vì sao nó lại là một bộ mắc và giá của nó tới 7 triệu. Bình thường một bộ bình thường ấy của Mộc bán, nếu mà mọi người coi cái kiểu oven ấy, mọi người để ý là nó chỉ có 6, Mộc đang bán với giá 6 triệu 3 một bộ thôi. Nhưng mà cái kiểu ghế này ấy, là cái kiểu mọi người thấy là cái ghế này nó làm theo kiểu thiết kế, theo kiểu nói chung là làm kiểu này nó rất là tốn công, bởi vì cái tựa lưng mọi người thấy là nó rất là cong, cái cong phần này về nó cong phần này và nó làm ghép các thanh gỗ sồi nhỏ mình cắt ra mình ghép lại nên nó làm rất là lâu công. Và nữa là cái phần mặt này mọi người thấy là cái mặt đấy nó sẽ làm khớp mộng, nghĩa là hai cái này nó làm khớp này mọi người thấy. Cái này nó làm rất là cong và cái mặt này nó rất là dày. Cái kiểu này là làm theo kiểu xuất khẩu, nghĩa là người ta làm theo cái thiết kế của xuất khẩu nên mọi người thấy là các khớp ghép và chân nó làm bo rất là đẹp. Và cái chân này nó là một cái chân liền luôn, chân nó là một chân liền luôn nên cái ghế này nó rất là cứng đó. Cho mọi người coi gỗ giấy gập này, cái kiểu này ấy, thì nó lại bắt theo kiểu như là nó bắt bắt vít, nghĩa là nó câu vít từ cái thanh này nó câu xuống và cái mộng khớp nó ghép rồi nên cái kiểu này ấy, mọi người xài ấy, 20 năm nó cũng không có bao giờ nó hư hết, nó trừ khi mình đập cái ghế này nó gãy đi thôi, chứ bình thường mọi người ngồi bình thường này xài 20 năm này xài thoải mái. Và cái gỗ này là gỗ sồi về đã sấy rồi nên nó chống mối mọt nha mọi người. Đó, cái kiểu này là bình thường là Mộc sẽ là Mộc bảo hành mối mọt cho mọi người trong vòng 2 năm. Thường các đồ gỗ sồi hay gỗ chèm của bên Mộc là bảo hành 2 năm mối mọt. Là vì sao? Là bởi vì ấy, nếu mà mình xài đồ gỗ ấy, nếu mà nó bị mối mọt ấy, mọi người xài chỉ cần xài khoảng cỡ 6 tháng đến 1 năm thôi, nó bị mối mọt là nó bị mối mọt. Còn nếu mà mọi người đã xài qua thời gian đó rồi mà nó không bị sao ấy, là mọi người xài hòa luôn nha. Này nó không bị co rút, co nứt gì là sao, là mọi người xài hòa luôn. Đó, một cái ghế mọi người thấy nha. Đó, 6 cái ghế này y hệt như nhau nha. Đó, giá bao gồm là Mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người nha. Mọi người thấy một cái ghế này ngồi này, cái lưng của Mộc à. Đó, mọi người ngồi dựa vô rồi cái lưng nó uốn ấy, mọi người ngồi cái kiểu ghế này rất là đã. Bình thường cái kiểu kia thì Mộc chỉ làm lượn thôi chứ không có làm một uốn cong đó, làm cái kiểu là rất là tốn công nha mọi người. Và đây cho mọi người coi cái mặt bàn. Mặt bàn này là thiết kế mọi người là dùng kính, là mọi người sử dụng kính để mọi người ăn uống luôn á đó. Đó, còn còn cái phần mà bên dưới này là nó thiết kế cái hệ nan này đó. Cái loại này là gỗ sồi sấy và xử lý rồi nha mọi người. Mọi người thấy cái mặt này nó ghép các thanh nhỏ với nhau à đó, làm cái thanh như thế này nó làm nó rất là tốn công và nó lâu công và kiểu rất là đẹp. Mọi người sử dụng cái mặt kính này thì có thể ăn uống rồi trên đây, khi nào mọi người sử dụng xong mọi người có thể lau chùi đi. Cái chân này mọi người thấy chân chân yếm viền làm lượn rất là đẹp nhé. Cái kiểu này là của khu làng nghề Mộc, là làng nghề đồ gỗ Hố Nai ở biên Hoài Đồng Na làm nha. Còn mọi người mua cái đồ sồi ấy, mọi người mua ấy, Mộc có chỉ trong cái giải máy gỗ sồi Pháp với sồi Nga ấy. Mọi người mua mấy cái loại mà bàn ăn gỗ sồi mà làm sồi Pháp ấy, là cái loại đã sấy và xử lý rồi ấy. Chứ mọi người đừng có mua gỗ sồi mà mọi người mua cái loại ham giá rẻ, mua cái loại mà chưa sấy nha. Bởi vì cái gỗ sồi mà chưa sấy mọi người xài một thời gian nó co rút với cả nó dễ bị nứt á. Đó, thà mọi người mua mới mắc tiền hơn, nhưng mà mọi người mua cái hàng đúng chất lượng mọi người xài này 15 20 năm mình không thay nội thất, còn mình mua phải đồ dở thì cứ 5 năm mình mọi người thay một lần. Kêu là tuy nó rẻ nhưng mà thực ra nó không rẻ nha mọi người. Mình mua lầm là mình nói chung là rất bực mình. Đó. Còn mọi người muốn đồ tốt thì mọi người cứ coi mấy cái mẫu của Mộc á.
Mộc có giải thích và chỉ mọi người mua hàng rất là nhiều. Và vậy nha mọi người nha. Chào mọi người.